Rồi, xin chào tất cả anh em. Em trả hàng cho bác Lam ở dưới thành phố Bắc Linh nha anh em nhé. Anh em cùng xem em bắn cái bật lửa anh em nhá. Đấy, anh em thấy chưa? Đấy, rất ok đúng không anh em. Anh em vừa nghe tiếng lổ của bật lửa đúng đúng không ạ? Đấy, rất ok anh em nhỉ Cái gì đó cũng phải thực tế đúng không anh em. Đấy, cái gì cũng phải thực tế. Anh em có phải uh, mắt nhìn, tai phải nghe thì nó mới ok được anh em nhá. Đấy. Video thì hoàn toàn là không cắt ghép. Anh em nhìn chưa? Đây, tổng thể một cây. Côn Condo Talon Mili anh em nhé Bên mở cự ly là là tầm khoảng là gần 50 m, 50 m ấy, 48, 49 gì đấy. Để em đo khoảng cách cho anh em xem luôn. Đấy, anh em nhìn nhá. Đấy anh em nhìn chưa? 49 m anh em nhé Đấy. Đấy, mắt thấy tai nghe, đúng không anh em? Cái gì nó cũng thế thôi. Đấy, anh em mua hàng thì cũng phải cần phải nhìn thấy là biết cái sản phẩm của mình là, là nó như thế nào đúng không anh em? Đây, giới thiệu anh em tổng trong chi tiết của một cây Đô Talon Mili đấy, cấu hình tầm trung anh em nhé Đấy. Đấy nó bem ở ly là 49 50 m. Đấy. Thì là cái cây này em trả hàng cho bác Lam, bác Lam ở Bắc Linh anh em nhé Đấy, bác yêu cầu là bác thích ngắn gọn. Đấy, bác cứ đi cầm cho nó tiện. Đấy, 3 cái cho vào ba lô con cóc thì sách đi cho nó ok đấy, để cho nó kín đấy, cho người ta đỡ nhận ra đấy nhiều khi là để vào cái túi dài dài thì cũng, người ta cũng dễ là nhận ra là, là mà mang củi đi bem đúng không anh em đấy thì anh yêu cầu là ngắn gọn thì đi cây này là cây quân đô talon milli anh em nhé đấy anh em nhìn chưa tổng thể của nó như thế này đấy thì giới thiệu qua cái cấu hình để cho anh em nắm uh, được anh em nhé đấy uh, anh nam có xem được cái video này thì vào nhận hàng và cho em anh em nhé đấy em thì, lát nữa em sẽ đăng vào kênh uh, Phạm, phạm tuấn pcp kênh youtube anh em nhé đấy và huy tuấn pcp kênh youtube nữa anh em nhé đấy anh em là yêu quý shop thì nhớ đăng ký kênh để cập nhật những cái video mới nhất của bên shop đăng tải anh em nhé thì giới thiệu qua cái cấu hình của nó anh em nhé đấy đây giới thiệu gần để cho anh em xem luôn. Đấy. Đầu tiên là một cái kính anh em nhé Kính bút neo 3 9 x 40 đấy, con này có đèn hồng tâm đấy, hỗ trợ anh em bắn ban đêm luôn. Đấy, hình ảnh tâm thì rất chi là sắc nét anh em nhé Đấy, con kính này thì giá nó cũng tầm tầm trung tiền thôi. Đấy anh em nhé nó cũng không phải là cao tiền quá nhưng mà chơi thì nó cũng rất chịu, ổn định anh em nhìn thấy chưa? Em bắn mà bắn một phát là ăn ngay, nó không nhảy tâm nhảy to gì đâu anh em nhé Đấy video thực tế, không cắt ghép gì anh em nhé Đấy, anh em nhá. bình nhôm là bình nhôm đi tròn không phải 35 sơn áo nó trong ngoài anh em nhé À, anh em dùng 235 cũng không sợ bị uh, han gì hoặc không sợ bị oxy hóa bị xét gì đâu nhé vì nó sơn ăn trong ngoài rồi anh em nhé van này cái van là van subbuel hộp đỏ hộp to bản công ty này anh em này đấy van này thì là ốc ốc chỉnh áp bằng in anh em nhé đấy hàng công ty thì uh, độ hồi áp thì rất chi là nhanh luôn cực nhanh luôn anh em nhé đấy chơi uh, rất chi là là là, là độ bền bỉ rất chi là cao anh em nhé đấy rất chi là tốt anh em phản hồi rất chi là tốt với dòng van Superwell này anh em nhé đấy giảm âm là giảm âm bút leo một khúc 6 vách anh em nhé đấy giảm âm bút leo một khúc 6 vách đấy sáu vách nhôm độ có chích lùi khí rất chi là ok anh em nhé đấy bao êm cho anh em luôn đấy ngày xưa cái bút leo này nó chỉ có một khúc nhưng nó chỉ có 5 vách thôi nhưng bây giờ nó cải tiến lên đã là 6 vách rồi nên là rất chi là êm Tay cầm là tay cầm gỗ mun hai mảnh anh em nhé Tay cầm gỗ mun hai mảnh uh, chống mối mọt đã qua xử lý rất chi là bóng anh em Càng dùng lại càng bóng càng đẹp anh em nhé Đấy uh, Ruột là ruột bọc đồng tay kéo inlock co là co ba mảnh anh em nhé co ba mảnh vò ma Đấy khung là khung XS 2021 khung talon mili Anh em nhé khung XS 2021 talon mili Đấy anh em này siêu ngắn gọn và siêu nhỏ gọn anh em nhé đấy lòng là lòng trắng lòng là lòng của lô tha thơ anh em nhé đấy lòng trắng của lô tha thơ lòng 10 inch lòng khương tuyến anh em nhé anh em lưu ý nhé có hai loại lòng trắng nhé anh em nhé có một loại lòng trắng nhưng nó không phải của lô tha thơ bây giờ nó mới ra cái loại lòng trắng của lô lô tha thơ anh em nhé đấy nhưng lòng khương tuyến chơi rất chi là ok đấy bao phê cho anh em luôn cây mili này cứ anh em cứ bem tầm khoảng 50 mươi là lỗ bật lửa anh em nhé sáu bảy m anh em căn chỉnh là chết cò rồi anh em nhé đấy là nó bật lửa nó còn lỗ được đấy con cò nó to nhưng mà bố thằng ăn mày ấy thì làm sao mà không trúng được đúng không anh em đấy kể cả nó, nó, nó hơi anh em có hơi rung tay nó vẫn chết cò thôi đúng không anh em ạ đấy rất chi là ok tổng thể như này một cây này em đang bán có giá là 4 triệu chín trăm nghìn đồng anh em nhé 4 triệu chín trăm nghìn đồng đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận tay anh em rồi anh em nhé anh em nhé Đấy rất chi là ok đúng không anh em Siêu ngắn gọn luôn Đấy thì anh em có nhu cầu mua hàng điện thoại trực tiếp vào số điện thoại em để trên biển kia 0869329312 hai Số điện thoại em có liên kết với cả Zalo anh em nhé Đấy em hoặc là anh em cứ kết bạn Zalo nhắn tin cho em Em trả lời em gửi ảnh báo giá chi tiết cho anh em Không thì anh em cứ dành ra một phút gọi điện cho em Em sẽ tư vấn cho anh em là nên dùng cái cấu hình nó như thế nào Để phù hợp với cái túi tiền của anh em chơi Đấy bên em có hai, hai hình thức gửi hàng cho anh em nhé Đó là một là CEO, ship COD Và hai đó là gửi xe cho anh em đấy gửi xe thì em gửi cả cây đối với những anh em nào mà mới chơi mà chưa biết giáp chưa biết căn chỉnh ấy thì là em sẽ giáp hoàn chỉnh như thế này và căn chỉnh ok đấy test trụ bắn lổ bật lửa hoặc là test trụ vào bờ tường đút đít xong rồi là gửi đi cho anh em anh em nhận một lần nhà xe thanh toán nhà xe còn COD một cây mili như này em chia ra làm hai gói hàng gửi đi cho anh em nhé anh em nhận gói hàng nào thanh toán gói hàng đó anh em vui lòng là không đồng kiểm anh em nhé đấy cái hàng này rất chi là nhạy cảm đấy mà để giữ sự an toàn cho cả anh em chơi và những người bán như em thì anh em vui lòng không không đồng kiểm đấy anh em đã đam mê chơi thì phải tìm hiểu và phải anh em mình là 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 đặt niềm tin vào nhau đấy anh em mình phải trước tiên là anh em mình phải tìm hiểu là cái trước tiên cái thứ hai đặt niềm tin vào nhau thì anh em mới có chơi được đồ là anh em nhé không anh em lại lại bảo là shop là không đồng kiểm là không uy tín này nọ anh em có thể check với số...